Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì theo yêu cầu của một bạn thì mình sẽ cho Long Thần vô xong đấu với cáo số thần thánh xem với nhau nha. Mà vô 3 năm trước đây, khoảng ngày 1 tháng 9 hay vậy, gần gần cỡ đó, 1 tháng 9 năm 2019 mình có làm qua rồi. Và video đó thì vẫn còn trên kênh của mình, nhưng mà mình vẫn muốn làm lại xem như thế nào nha. Và như thường lệ thì mình sẽ cho đấu 5 trận, mỗi trận kéo 5 lần nha. Và bạn nào muốn mua chiến cơ thì có thể vào shop của mình sẽ để link bên dưới phần mô tả nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu trận đầu tiên nha. Mà mình đang bị nghẹt mũi cho nên cái giọng mình cứ sao sao ấy, mong các bạn thông cảm nha. Và trận đầu tiên thì đã biết luôn kết quả là Long Thần vô song thắng một cách dễ dàng luôn ha. Trận thứ hai, ở đây thì cá sấu nó bị kéo về phía bên phải rồi nên Long Thần thắng nha. Trận thứ ba, và vẫn y như kịch bản giống như trận thứ nhất. Trận thứ tư, mình sẽ đổi ngược vị trí của hai con này cho nó khác khác bộ một tí thôi, một tí thôi. Và vẫn như vậy các bạn ạ. Và trận thứ năm, trận cuối, và tính tới thời điểm bây giờ thì Long Thần nó đã thắng tới 4 trận rồi. Nếu mà nó thắng luôn trận thứ năm, trận này thì nó sẽ là toàn thắng. Và biết kết quả luôn ha. Và kết thúc 5 trận đấu thì Long Thần thắng 5 trận luôn. Cá sấu thì không thắng nổi một trận nào. Và Long Thần có vẻ khá là mạnh hơn. Khá là mạnh hơn so với cá sấu thôi. Và con cá sấu mình cứ cảm thấy cái động cơ nó cứ yếu yếu thôi. Lúc mình kéo ấy, mình thấy con này nó chạy có vẻ là mạnh hơn ấy. Mình cảm giác ấy. Mặc dù là đây là con chiến cơ đầu tiên mình mua luôn, mình mua vào năm 2011. Còn con này là con chiến cơ thứ hai mình mua. Tức là chỉ sau Long Thần vô song thôi, và nó là con chiến cơ thứ hai của mình. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì con này nó lại chạy mạnh hơn. Và thậm chí thì nó đã từng có một vài trận nó thắng được cả chiến thần chuyển thế cơ. Và video đấu chiến cơ của mình tới đây là kết thúc. Chào mừng các bạn lại bạn trong nhiều video tiếp theo nha. Nếu thấy hay nhớ like và đăng ký kênh nha.